Đến đoạn này là phải nói thật với các bác rồi. Mình cố gắng chờ mẹ em Xính vì cái lý do là để cho em Xính và mẹ em Xính gọi điện nói chuyện với nhau. Vì từ ngày con đi là chưa liên lạc với con được tí nào cả. Nếu trường hợp mà không thuê được máy là cũng không được buồn em đâu nhé. Đúng rồi. Được không? Được chứ nhỉ? Được. Không là sợ là không thuê máy mai lại ghét á. Không sao đâu à. Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em Gia là có mang một cái món quà, nói chung là một cái bí mật các bác ạ, mang ra đây. Thì đâu em vừa mới mang ra thì cũng vẫn còn nguyên túi đây. Cao Nguyên Đá thì cũng xin phép là mở ra là đây, đây, các bác rồi. Cùng với cả Cao Nguyên Đá là xem hôm nay là em Gia mang cái gì ra ngoài này. Đây. Là cái dây buộc đấy. Trên này thì là núm đá anh ạ. Núm đá nó không có cái to ấy. Mặt ở đây thì ở giữa Liên Sơn, Liên Tầng ấy. Bên trong này đi xa quá thì sợ không vừa chắc lại không được. Ừ. Cái dây lạt chắc nhỉ? Vâng. Được không? Thơm nhỉ? Thơm đấy. Mặt nhiều anh ạ. Cái này họ tần 7-8 cân đấy. 8 cân đấy. Vâng, nặng. Thì mọi người nhìn gần tay hết lên. Ôi giời, cái túi dài thế. Cầm cầm nó mở ra. Vâng. Đây các bác xem này. Nhìn mặt đấy. Nguyên sát luôn nhờ. Vâng. Đây thơ nhỉ. Cái này thì là tổ ong khoái các bạn. Nó không giống tổ ong mà mình em Di đi bắt đâu. Vâng. Bên chỗ em Di ấy nó là khu vực núi đá nên là chỉ có tổ ong gọi là ong đá thôi. Còn cái này là ong khoái, ong ở trên cây này, ở bên cái khu vực mà có nhiều cây với cả là đất, nó không bị đất đá, đất thịt đấy các bạn ạ. Thì nó sẽ có con ong, sẽ có tổ ong khoái như thế này. Tổ này là tổ đầu mùa luôn. Vì trên này nó lạnh. Thế nên là ong khoái nó sẽ có muộn hơn với cả là ong ấy ở khu vực Điện Biên Sơn La. Trên này không có cái to, không có loại ong này, chỉ có giữa tổng Liên Sơ này. Núi Đức nó có cái to lại hoa nhiều ấy. Em. Dạ. Em cầm đi không để lấy cái gì lọc luôn này, lọc luôn cho các bác xem đấy. Được rồi. Nó lấy mật của bà con về không ạ? Lọc như nào nhé? Vâng. Giữ nhé. Vâng. Mà ở đây thì thì cháu đưa vợ cháu đi tận ở bên Liên Sơ ấy, thì cháu gạt người ta. Đấy, người ta bảo là cái mật này ở trên cây, là ở trên cây này. Đấy, hôm nay thì nó rất là nhiều mật. Hôm nay thì cháu gàm là nhà anh cạo ấy. Anh cạo anh trai của vợ em. Rất là nhiều mật đây. Đây. Đưa cho anh ơi. Đây rồi, đây rồi. Nó bị bẩn ở ngoài. Cầm được không á? Sợ nặng không cầm lâu, cái này lọc lâu đấy. Được mà. Cứ hai tay. Hai tay. Nặng thì hai tay. Đây nha, đây là có cái. À đặt đã. Cái cây trúc ấy. Đấy thế này anh em mình bùa cao quá. Anh à. Để anh nghĩ để thấp chứ. Thấp. Chảy cho dễ. Vâng. Mùa trước cũng như làm như thế mà. Vâng. Mà qua đây, qua đây. Đấy. Chút lạt. Đây. Anh giữ nhá. Rơi bọp một cái mà vỡ thì thôi rồi đấy. Mất bao nhiêu công đây đấy. Ây da, tí cái trúc nó lại hỏng thì không được đấy. Đây riêng giữ cái này cho anh. Coi như là mở bát đâu khai kéo cái vụ mật ong khoái đầu tiên của Hà Giang các bác ạ. Khu vực này thì như em Gia bảo ở Liêm Sơn ấy, nó giáp bên Cao Bạc. Cao Bạc ấy. Chỉ có tre mèo vàng này là núi đá.
đấy, từ cái bê cao bà thì nó đứt đấy. Về cái mật ong khoái này mọi người này, cái là nó con ong này nó ăn cái hoa gì ấy thì nó sẽ có mùi của cái hoa đấy thôi. Và cái ong này thì bây giờ nó ăn là ăn hoa rừng, hoa ở trong rừng ấy, tất cả các loại hoa. Ôi chết rồi, chảy nhiều quá thôi, làm nào ư? Ừ, đầy rồi. Từ từ nhá. Đấy. Ừ. Chạy. Thế nên là nó sẽ có mùi của loài hoa, loài cây đấy các bạn. Đó là con ong này nó làm tổ thì làm ở trên cái cành cây đấy. Thế là sẽ có mùi hoa của hoa rừng. Thơm thật. Cái này mà lọc hết là không biết được mấy lít đấy. Đấy, lọc hết mới biết được. Được rồi, em thả ra đi. Đồ rồi rồi. Cái mật ong này thì các bác biết là khi mà lấy nó về ấy, và sẽ bớt lại cái phần một phần mật lại cho con ong nó làm tổ nó ăn tiếp, và phần con nhộng non ấy. Bên dưới niên sơn niên tổng vẫn còn nhiều anh ạ. Ừ. Dưới đấy em cũng có một người anh cạo ấy ở dưới đấy. Nó bảo là vẫn còn nhà tọ chứ rừng ấy. Nó dính cái sáp rồi, bị chảy chậm. Vâng. Công viên đá ở đây thì ở gần trường mầm non các bác ạ. Hôm nay các cháu đang đi học rồi. Đang líu lo héo von ở bên lớp. Cái này thì các bác ơi, khi mật mà lọc qua cái lưới này vào đến trong cái lọ này rồi, cao nguyên đá lại còn phải rửa cái lưới này đi, lọc thêm một lần nữa các bác ạ, để cho cái mật nó làm sao mà không bị dính cái sáp ấy. Khi các bác mua về thì nó sẽ không bị kết tinh. Nếu như mà mật ong mà bị dính cái sáp này thì là cái tỷ lệ bị kết tinh rất là cao các bác ạ. Thế nên là các bác khi mà thấy mật kết tinh ấy, các bác đừng nghĩ là không phải là mật ong tốt đâu, bởi vì là mật ong tốt thì nó mới kết tinh, còn mật ong không tốt ấy là mật ong sẽ đóng đường các bạn. Mà nếu mà cái hiện tượng nó đóng đường ấy, mình nhìn cái là mình biết ngay. Mật ong kết tinh thì nó dạng như kiểu là mỡ lợn, mỡ gà ấy, đấy. Nó rất là mịn. Còn cái sáp này thì hôm nay thì cao nguyên đá sẽ không vắt ra đâu các bạn. Cái này sẽ để lại để ngâm rượu. Ngâm rượu để có một cái việc tương đối quan trọng vào gần cuối năm các bác ạ. Diệp lấy cái thìa đi Diệp. Vâng. Lấy cái thìa mình sẽ đảo lên để cho nó chảy nhanh. Cái sáp bây giờ nó dính hết vào cái phần lưới rồi các bác ạ. À, các bác nào mà muốn mua cả cái tổ ong này, muốn mua nguyên cả như này thì cứ nhắn cho cao nguyên đá gửi trực tiếp cho các bác luôn. Về các bác tự dùng các bác, tự lọc các bác nhé. Cái ong này thì nó khác với cái ong đá. Ong đá như em Gia mà đi bắt này, hay là bà con ở bên chỗ này đi bắt ấy, thì cái sáp ong là bà con không bán đâu. Bà con giữ lại để làm thuốc này, để ngâm rượu này, dùng để xe cái sợi lanh và mùa lanh, nói chung nó nhiều tác dụng với bà con lắm. Nhưng mà cái mật ong khoái này thì cái sáp ong ấy thì bà con ở bên này lại không có. Thế nên là chỉ có bà con ở giáp với khu vực núi đất bên Cao Bằng thôi. Khu vực bên kia thì người Mông lại ở rất ít các bạn. Chủ yếu là người Nùng này, người Tây này, người Giấy này, người Dao này, người Xuồng này, đấy. Người con ong nó to hơn mà. Ừ, con ong này to hơn con ong đất. Vâng. Đây sáp thì các bác này nó dính ở đây này. Đấy, nó chặn cái mật của mình không ra được. Ui, chết rồi chứ. Chạy to đấy. Đấy, cả trong quá trình làm ấy, không gần như là không chạm vào một tí mật nào luôn các bác. Nói chung mọi người nhìn này, cái mật nó rất là trong. Con này đốt thì hơi sợ đấy.
Cái này có cái lưới lọc hình phễu để dễ hơn nhỉ. Vâng. Cái này nó hơn nhỏ, ít à, nó chậm quá. Ong này chủ yếu nó ở trong rừng già này các bác ạ. Khu vực núi đất thôi, nhiều cây đâu. Núi đá không có ong phái gì đâu. Tổ ong này là nó rất là già rồi. Cái xác ong này thì nó đỏ rồi. Rất là già. Tổ này mình chắc chắn là nó sẽ phải ở trong cái khu vực là sâu, đi bộ nó lâu rồi đấy này, trong rừng sâu ấy. Thế mà tổ ong nó ở ngoài là mọi người bắt hết là nó non lắm, nó có màu trắng ẩn thôi. 5 lít thì chắc là dung tích nó sẽ đến đây. Hiện tại thì chỗ này rồi, đây mình nghĩ đâu tầm là 3 lít rồi. Chảy hết thì chắc nó sẽ hơn ở tầm, mình nghĩ về hơn 4 lít hoặc là chỉ được 4 lít hoặc 3 lít rưỡi thôi. Riêng lấy cái bát nhỉ, định dạ. Cho cái này ra đi xong rồi để cho nó lọc cho nhanh. Vâng. Để xúc cái này ra hộ anh tí. Đây, cái này. Đó. Nhấp chậm chậm thôi nhé. Đó. Nhấp một phát xăng luôn. Đổ đi, đổ cái sáp đấy vào bát. Anh lấy tẩy được rồi. Đấy, hiện tại thì mật đã lọc gần như là đã hết rồi các bác ạ. Đây thì các bác nhìn đây thành phẩm cái mật ong khoái ấy. Nó sẽ có màu hơi cánh rán một chút. Mùi mật thì nó sẽ thơm của đúng cái mùi của cái hoa rừng ấy. Đó. Với cả cái thứ hai là cái mật ong khoái này nó sẽ loãng hơn cái mật ong đá các bác ạ. Nó sẽ không đặc và sánh với cái mật ong đá mà như em Gia với cả các nguyên đá đã từng đi bắt đâu. Ngoài ra nữa là cái mật ong này thì là cao nguyên đá đang bán là 400.000 một lít. Thì các bác là có nhu cầu mua hàng thì là ủng hộ cho anh em ạ. Còn là bây giờ thì mình cũng xin phép là sẽ để cái phần mật này vào trong túi này, chiều đi mua cái hộp rồi còn để sử dụng ở việc khác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đây đây phải nhờ. Anh Di à? Có nhớ em không? Có à? Đang đi trồng ngô à anh? Chắc là trồng sắp hết rồi chứ nhỉ? Mới làm nương gần như này. À. Anh sắp xong chưa? Đi về em nhờ một tí. Ừ thì cho em nhờ mấy phút thôi, 10 phút thôi. Ừ, đi đi ra đấy. Vâng. Chào chị nhá, chào cho bà. Nó cho quá cừ rồi. Đi họ đấy à? Mình là chào chơi rồi. Lại là chào chơi chưa? Kia có cháu bé bị bạch tạng. Nói về câu chuyện người bạch tạng này mọi người ạ, ngày xưa thì còn mang đi là bị cúng tế hiến tế cơ. Thế là các cháu bị bạch tạng này là cái mắt của các cháu mà bị ra ngoài nắng nhiều quá là mắt cũng bị kém ấy. Bên này là hai cháu bé mà da trắng này là ở nhà này hả anh? À. Chú em. À em chú của anh. Chú em. Ô, chán anh bị làm sao ấy? Đầu đá làm được kia đá bay vào ấy. À ui ồ. Bây giờ đập đá phải đội mũ bảo hiểm vào. Có mũ bảo hiểm đấy. Ui chê rồi. Thế mà không bảo sớm. Tí là in dấu chân cả đời ở đây. Củi này đi mua hả anh chưa? Đi trở về rồi mà. Trở về á? Không phải mua mà. À trên nương nhà mình, trên rừng nhà mình gì? Ừ. Củi này khô rồi. Khô mà cháy tốt đấy nhỉ. Đây ngồi chỗ này đi cho anh cho sáng ạ. Ngồi đây cho sáng. Phải lâu lắm rồi. Lâu hai rồi. Cái Tết rồi nhỉ? Hai cái Tết rồi với anh em mình mới gặp nhau đấy.
Mình Tết rồi má. Ừ. À, ông ở nhà, cháu chào ông nhá. Bà. À, bà nội. Lòng với bà, mình. Rồi em cảm ơn. Đây, à. anh chia ra đây ngồi đi. Đây, đây có chỗ mà, đây ngồi đây. Dọn lên răn. À, em bảo cái máy sắt bột đá còn ở nhà không? Hay mang đi đâu rồi? Có mà. Để đâu á? Để xay cái đửa dưới này. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi à? Thế bây giờ thuê máy là bao nhiêu tiền một xách dầu đấy? Bây giờ đáng rồi. Đáng rồi à? Bao nhiêu? Triệu 70 can rồi. Triệu 71 can? Ừ. À. Chứ mà là máy móc đi làm anh tự chuyển chứ đúng không? Không có, đã có mình là sau là chuyển đi thôi. Thế à? Ai là gì, ai chiều đi chiều về ấy, về đến nhà ấy. Ồ, thế à? Ờ. Khó nhỉ? Không phải nhẹ. Biết là máy nó không nhẹ rồi. Thế nếu mà bây giờ mà cả tiền công sát một sách dầu là bao nhiêu tiền? Cả tiền công ê từ mua dầu. Vâng. Ê từ mua dầu từ... anh tiền mua dầu là chỉ sáu một cân không tiền cái ấy mà tiền máy rõ hơn xả công quả xả công rõ hơn ấy xả công rõ thế là rét trong tao lận rét trong tao lận tiền bao sự công rõ thế xả ít thấu cho yếu cho thế nào mà thêm nữa đó mà chỗ ông xả có chuyện mà chơi mai chứ. Ừ. Ý là xả rõ đấy, xả cho tự chỉ chỉ ở chỉ hồ đấy. Mà rõ là để đây rõ rõ thì là xanh tỏ. Ồ, tỏ tôi ăn chim mè xanh là nó nổi cho tôi nhé. Ờ, đúng rồi. Anh biết nhà đấy không? Biết. Ừ, thế nhà đấy có khổ thật không? Biết rồi, biết nhà kia không biết. Và đầu và đầu tiên á. Đúng rồi, và đầu tiên. Rồi mà. Ý chỗ ý chỗ bao giờ ý chỗ bao giờ ừ xa tụ ý chỗ ý nó tuyệt tuyệt búa à xa lạnh đi thông cho à rồi ý nó để xáy thông cho với tí chỗ lắm mà thì à ô chỉ chỉ tuần đi thì ô yếu cho ấy à má yếu cậu chỉ à rồi nó vào mất chưa ừ sải chỗ cho mà cho vô đấy mà. Ý chỗ cho mà sử dụng cho vô mình bó tinh về mình vừa ra vừa liền nó tạo cái gì đấy rau cái gì ý chỗ cho vô cho đấy ừ giờ chú sinh thiên thì rồi mà chỗ xa xa từ mới tiếp rồi chú chỉ nha thì xa từ mới cho ít nó có của ý chỗ đó ý chỗ lắm mình cho ít mà bác tả thấu cho mà tiêm tiêm sải ý chỗ lắm rồi ta là rõ nó tả thấu cho là sải chỗ lắm có lệnh cho à gió hay là gió ấy sao mà say thông số à xả chờ xả thông mà giờ anh thấy nhỉ đã là tiếc cho rõ mà rõ ta thông ra rồi thì chỉ chào người rõ gì mà muốn muốn lý muốn lý mà muốn lý xả tiếc giờ thấy rõ là thông mà ở rõ đấy là thông là nành còn lý này mà vô tàu ở vô ấy chỗ bao à thì gió có gió rồi mà gió mà à ý chỗ trong cái chỗ rồi để cho vô đấy để cho vô tại chỉ chỉ liệt chứ nào giờ chỉ chỉ liệt mà uống rõ say nhỉ uống rõ lý chuyện tư tiền sắt bột đá tiền công á tiền công và tiền công có nghĩa là bây giờ anh bảy ngân anh vừa bảo một sách dầu là bao nhiêu tiền nhỉ triệu sáu cộng với triệu tư là bao nhiêu 3 triệu à 3 triệu tròn 3 triệu tròn ừ. Nhưng mà bây giờ chuyển máy mới là vấn đề nhỉ chuyển máy là khó ấy thế đây, thế đúng. Chuyển từ đây sang là xa đúng không chỉ xa nó khoảng ngừa đi thanh về xe máy chị... xe máy có chở được không không chở được đâu chứ nhẹ thôi cái nhà là cái đầu máy là không được đâu cái đầu máy là phải có xe kéo nhỉ phải bị một cái xe kéo là sao kéo cái không được á nhỉ cải tiến được bốn người hay là lấy hai cái cây bốn người xây cái nhà mà anh ấy cái gì nhưng mà bây giờ nếu mà chuyển đi bộ là đi đường tắt ở đằng sang này về à chuyển đi được à chỗ đấy là sang một hơn một cây đấy chuyển đi là 1 triệu chuyển về 1 triệu chính xác ôi ừ, tiền công chuyển đi 1 triệu chuyển về 1 triệu đi xây cô xí đi cái nhà cái nhà vàng kia này một triệu chuyển đi rồi mà không xa như thế không xa ở đây đi vào tiền không xa bằng dẻo tiền còn cái nhà ngay quan xí cái nhà mới xây đấy đúng không đúng rồi
Quán Xí thì cách đây khoảng tầm ra ngoài ngã ba rẽ tay trái, nhưng mà nó toàn đường to. Chỗ nhà em Xính thì lại phải đi một cái đường nhỏ, hầu như là đi bộ hết. Đúng rồi. Thế em bảo nhé, hôm nay là em cứ sang hỏi thế là biết trước nhé. Nếu trường hợp mà không thuê được máy là cũng không được buồn em đâu nhé. Đúng rồi. Được không? Được chứ nhỉ? Được. Không là sợ là không thuê máy mai lại không ghét á. Không sao đâu à? Không sao. Ừ. Em là không sao. Vâng. Em bây giờ em cảm ơn nhá. Bây giờ em xin phép là em đi đấy, đi sang nhà Xính nhé, xem thế nào đã nhé. Không có gì là em gọi điện thoại. Anh đổi số điện thoại chưa? Anh đây không có. Không, anh đổi số điện thoại chưa? Em vẫn có mà. Có số của anh. Chưa đổi đâu đúng không? Có. Anh em lưu số anh lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Lần trước em bảo Xính đào cái số của anh Dìa cho em rồi. À, lưu số anh Na thôi. Đây, số đây. Em có số chưa? Dìa có số chưa? Có được rồi. Có rồi là được rồi. Thì có gì em bảo Dìa gọi cũng được. Anh đọc lại đi. Đọc lại đi. Không. 0345. 345. 3676. 3676. 10. 10. Nhìn gì lúc này mà. Nó sợ to. Gió nổ nổ. Có chuông chưa? Em đây, em lung đi, em lung đi này. Em lươn lên. Đúng em lung rồi. Đúng rồi. Phải rồi. Phải đúng không? Để em lưu nha. Alo, thế nào tôi có xanh rồi. Được rồi. Rồi lúc nào chị nhưng mà xanh rồi. À, bật điện màn hình điện thoại lên nằm mở ra em xem nào. Mở hẳn ra. Lúc nãy vừa thấy ảnh cô gái xinh lắm mà, để đây không sợ vợ ghen à? Anh không thấy đâu. Thấy á? À, không thấy á, vừa nhìn thấy rồi. Rồi, một đá ở... Ở bên này thì là thuộc thôn Lũng Lừ A mọi người ạ, thuộc xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đấy, cách nhà em Xính theo đường đi bộ nó cỡ khoảng gần 2 cây số, 2 cây đấy. Cái hồ treo đi lấy nước ở ngay bên này mọi người này. Rồi, em cảm ơn nhá, xong có gì thì em gọi nhá, được rồi, không? Có gì ừ. Nhá nhá nhá. Em mua chị mà. Em mua chị nữa. Ta nhá. Nhá. Em về đây. Nhá nhá. Chào bà nhá. Nhớ nha Dìa, đừng bước vào đây nhá. Vâng anh. Lót xe nhá, lót xe à? Anh nhá. Nó mua chí mà hút tẩy tớ. Chắc không có ở nhà rồi. Không rồi. Khóa cửa rồi mọi người ạ. Vâng. Quý vị thân mến, hiện tại thì Cao Nguyên Đá và em Dìa thì hai anh em đang có mặt trong nhà của em Xính mọi người ạ. Ngay phía bên tay trái đây là cái lều của ba mẹ con ở rồi. Xem có ai để hỏi ông Dìa. Bên mẹ em đi đâu, chắc là nương thì làm xong rồi, không biết là đi đâu. Mấy hôm nay thì trời nó có mưa ấy mọi người. Đi từ dọc vào đây mọi người nhìn thấy cái cây hoa tam giác mạch nó bắt đầu là nở hoa rồi. Có ai ở gần đây? Có. Đi hỏi nhà bên kia đó. À mà hôm trước là em Dìa đi hỏi máy sắt bột đá một lần rồi ấy, thì là trên kia nó bảo bao nhiêu tiền? 2 triệu. Tiền công nó xác là 2 triệu là 4 triệu. Tổng là 4 triệu. Vâng. Nhưng mà là ở đâu? Ngay trên này mà, ngay cái đoạn cuôn trên này, cái quá tạc quá, thế này. Thế thì bên kia thì rẻ hơn được các bác ạ, là 3 triệu thôi. Nhưng mà ở bên này thì đắt hơn 1 triệu, nhưng mà người ta chuyển máy đi, chuyển máy về được. Thì nếu mà được thì là sẽ thuê, thuê luôn cái bên đấy, người ta chuyển máy sang đây để sắt bổ đá. Nếu trường hợp mà người ta bảo lấy từ kia về đây tiền công mà nó cũng xem thôi mọi người, nó cỡ khoảng tầm 4 triệu rưỡi. 5 triệu ấy, thì chắc là mình sẽ thuê anh Dìa bên kia. Bởi vì anh Dìa bên kia thì mình đã từng làm việc cùng rồi, làm việc rất là trách nhiệm. Với cả là anh cũng biết là mình làm chương trình này ấy, là chương trình thiện nguyện. Cái phần kinh phí, phần tiền là
được các bác, các cô, các chú là người ủng hộ. Thế nên là người ta cũng không bao giờ kiểu là nói thách đâu, bởi vì anh cũng đã từng làm cái nhà cho nhà gia đình mà bán nhà mà trả nợ tiền làm đám ma cho con trai. Đấy, mình cũng chia sẻ để các bác biết. Hôm trước thì cũng chia sẻ cái nội dung mà em Ria đi vào trong này để nói chuyện với mẹ em Xính, đã đưa em Xính xuống thành phố Hà Giang, cũng như là đi hỏi cái thuê máy sắt bột đá ấy. Thì có các bác cũng xem bảo là nội dung video thì nhàm chán quá. Thì thực ra các bác ạ, thực tế nó như thế nào thì Cao Nguyên Đá chia sẻ đến như vậy thôi. Chứ còn Cao Nguyên Đá cũng không thêu dệt hay cũng không gây dựng câu chuyện lên đâu. Thế nên là các bác xem video thì các bác cũng có thể là hiểu và thông cảm cho anh em ở trong team. Có như thế nào thì quay như vậy, chứ còn bây giờ bảo là nội dung nó nhàm chán thì cũng không biết là phải nói như thế nào. Nếu như không chia sẻ thì các bác lại bảo là anh em cũng không sao sát gia đình nhà em Xính. Đấy, có chia sẻ thì các bác lại có bác thì lại bảo là nội dung nó nhàm chán rồi các thứ, nói chung là rất là khó. Còn bây giờ thì anh em sẽ đi tìm mẹ em Xính nữa các bác ạ. Khóa rồi. Khóa. Khóa xoay ổ khóa vào trong rồi. Đấy. Thế em hỏi thì gọi to hỏi luôn, đỡ phải đi sang. Xanh mình miệng mới chỉ đi hả? Ờ? Ờ, nó chỉ bỏ rồi. À, không thấy. Không thấy à? Ờ, vừa đi làm về. Thế là hỏi là cả sáng nay có gặp không? Sáng do nét quần chí à? Ủa để sáng do nét quần chí à? Ủa để sáng do nét quần chí nữa. À, tạ kì nào, ủa tạ kì nữa. À, sáng nay vẫn thấy ở nhà. À, cô là cũng bị giống em Xính ấy mọi người ạ. Nhiều khi là đi đâu là không có ai đi cùng, lo lắm. Còn nhà ai nữa không nhỉ? Gì á? Dạ. Còn nhà hôm trước là lên hỏi nhà trên này à? Vâng, nhà trên. Cũng anh em đúng không? Còn họ hạ nó sao? À. Nhà như không khóa đâu, chỉ lấy mỗi cái tấm bờ rô này che vào à? Chắc là không có ổ khóa. Không phải đâu, cửa này mở vào trong mà. Gọi em đã. Hồi trước em vào một lần ấy, nó dựng cái tấm bờ rô xin ma như thế này nó đi làm đấy. À thế à? Vâng. Đấy, hỏi nhà. Xanh thì mới xì à này mẹ nè. À, vừa thấy đi làm về lại đi không biết đi làm gì rồi. Đi đường nào hả cô? Một chút cái gì hả? À, từ đường bê tông về này đây. Bây giờ không biết lại đi nào ở đâu. Không biết là đi làm ở đâu. Cái lê thớt này. Ừ. Cái lê này thấp tịt này các bác này. Có quả hái dễ nhỉ. Có quả để béo mấy bạn trẻ con thôi. À, cô đấy khóa cửa xong đi cửa lách bên này. Thế là khóa trong. Ừ, đi cửa lách bên này để đi. Anh em sẽ ngồi chờ được các bác ạ. Chờ cô về. Nhà cô này có mấy con bò nhỉ? 2-3 con bò. Nhà có điều kiện. Sắp 5 giờ đến nơi mọi người mà vẫn chưa thấy cô về. Anh em thì đang xem, đang tính là mấy nữa mà sắt bột đá các bác ạ. Cũng như cái máy sắt bột đá người ta sẽ kê ở đây. Thì cái đầu máy sắt là sẽ quay về đây, ra bột đá ở đây.
thì chắc là mình nghĩ là sẽ phải hất bột đá vào trong này, bởi vì khu vực này nó cao, nếu như trời mưa ấy, thì là cái bột đá sẽ không bị chảy đi, còn gạch các thứ chuyển về thì chắc là để ở ngoài này thôi. Đấy. Xây là sát sang bên góc bên nhà bên kia. Chỗ này này nhà mở, em nghĩ thì mở nhanh à, anh ạ. Đất trên này nó đã san bài hết rồi, chỉ có cái chỗ này là... Đâu, chỗ này mình có mở ra đến đây đâu, mình mở được cái nền nhà thôi. Vâng. Mở nguyên cái nền nhà, xây cái nhà thôi, còn phần sân chiếc này thì trong cái quá trình mà làm ấy, thì là em xính, em khỏe, em về ấy. Thì những cái đá ở đây mình cũng sẽ san xuống, xong để làm cái sân. Cái chuồng này thì cứ để như vậy thôi các bác ạ. Còn gia đình thì sẽ xếp cái hàng rào đá sau. Bây giờ là muốn về là gặp mẹ em xính ấy, để hỏi luôn là cái đội chuyển cái gạch là ai chuyển. Đấy. Thì anh em lên đặt vấn đề với người ta là thuê người ta chuyển vào luôn. Để 1-2 hôm nữa là chuyển vật liệu vào các bác ạ. Còn cái máy sắt bột đá thì như em Di cũng đã chia sẻ ở trong nội dung trước rồi. Thì cái này thì mình cũng sẽ lên để gặp lại cái chủ máy sắt bột đá đấy sau. Bây giờ là 5:22 rồi các bác ạ. Thế nên là chắc là cho em Di về trước. Em Di về còn đi đón vợ ở bên ngoài thị trấn. Hôm nay là vợ đi trả công người ta trồng ngô đúng không? Vun ngô đấy. À, đi vun ngô, đi vun ngô hộ người ta. Sau này gia đình nhà mình vun thì người ta sẽ đến giúp. Bây giờ em Gia cũng về đi ra ngoài thị trấn để đón vợ, sau đó còn về nhà nấu cơm cho 6 người con nữa, chứ không bây giờ muộn quá cũng không có ai nấu cơm cho con được. Thì mình chắc mình chờ nán lại một lúc nữa, nếu trường hợp mà cô không về thì mình cũng xin phép là về trước thôi. Thì hôm nay cũng rất là muốn sang, bởi vì sao, bởi vì đi cái giờ muộn như thế này thì mới gặp được cái anh Gia này và máy sát bột đá ở bên kia. Với cả cái thứ hai nữa là cũng gặp cô, hỏi cô xem là thuê cái người đi điệu gạch, đi chuyển gạch vào đây là thuê người ở thôn này hay là ở chỗ nào, thì ở đâu thì là hỏi xong mình sẽ đi đến. Chỉ có giờ chiều tối mới gặp được thôi các bác ạ. Những cái ngày làm mùa làm màng cái này thì bà con đi làm hết. Được rồi, em cứ đi trước ấy, đi về trước đi đón vợ đi nhá. Vâng. Thế em về trước nhá. Ừ, đi về của đi. Anh nhá. Thôi anh về sau. Thế em về trước nhá. Ừ, vâng. Em về đi. Vợ đã ở thị trấn Là Mong ấy. Là đến đấy. Xin chào tất cả các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì chắc là cháu về trước thôi. Vợ thì vẫn đang đi làm chưa về, thì có 6 đứa con ở nhà nữa, sợ đi học về lại không có ai nấu cơ cho. Em về trước anh nhé. Ừ, thôi đi về đi. Vâng. Anh em đi cả ngày đói quá, em mới đang ăn kẹo mút để tay cầm xấu hổ không dám dơ ra cơ. Đây. Em về trước. Ừ, về đi. Sáng anh em đi ăn sáng từ sáng ở phòng rồi các bác. Em về trước. Ừ. Gần 6 giờ rồi các bác ạ. Đây sử xuống hỏi bạn này xem là không biết là có gặp mẹ em xính đi lấy nước không. không biết tiếng, chả biết hỏi kiểu gì. Em ơi, chậm chậm đấy, mà đấy, anh hỏi một tí. Cô bé này chắc đang độ tuổi đi học, chạy nhanh không nặng. Em đi lấy nước về à? Hả? Ồ, chị Pau á. Khó quá nhở. Xính ơi, Xính có ở nhà không chị? Không. Không à? Chị ấy hỏi cho em này của em là có gặp mẹ Xính đi lấy nước không? Chị này cũng không nói được nhiều.
không không đi hào là không khỉ ạ. Không hiểu nhiều à? Không đi hào là không khỉ biết chém. À. Là không biết nói. Không biết nói. chị trả lời mình như thế, nên chắc là mình hỏi gấp quá hay sao ấy, chị không biết không nghe hết được, không hiểu hết được. Đây cái đường mà đi lấy nước đây mọi người này. Đường này là đi bộ ra tận cái hồ treo mà phía bên chỗ nhà cái anh Gia lúc nãy mình đi hỏi cái máy sắt bột đá ấy. Các bác ạ. Chờ mãi không thấy về cũng xót ruột. Đến đoạn này là phải nói thật với các bác rồi. Mình cố gắng chờ mẹ em Xính vì cái lý do là để cho em Xính và mẹ em Xính gọi điện nói chuyện với nhau. Vì từ ngày con đi ấy là chưa liên lạc với con được tí nào cả. Nhưng mọi người biết ấy, làm cha làm mẹ thì ai cũng lo lắng cho con cái thôi. Nhất là con còn bị bệnh như thế nữa. Với cái thứ hai nữa là bây giờ là không biết được tình hình là con như thế nào. Bởi vì từ cái hôm mà đưa em Xính đi xuống khám bệnh thì hôm nay mình mới vào là cách có một hôm nữa các bác ạ. Thì hôm trước là mình có tranh thủ đi phát cái quà cho gia đình nhà em Và. Bởi vì là như mọi người biết thì cái trong cái nhà em Và ấy, hoàn cảnh nó khó khăn thiếu thốn nhiều quá. Gạo thì cái lần trước mình vào nó chỉ còn khoảng tầm cỡ khoảng tầm 2-3 cân gạo gì đấy thôi. Chào anh nhá. Vâng. Đấy đúng là nhanh hơn được gặp anh chồng thì có phải là tốt, nhưng bây giờ không gặp rồi. Hay là định để là bí mật một tí cho các bác là lý do gì mà mình phải chờ đến muộn như thế này. Nhưng mà phải nói luôn đi, không là mọi người là cũng tò mò theo. 6 giờ rồi, 6 giờ đến nơi rồi. Kém 12 phút nữa các bác ạ. Chờ cũng khá là lâu rồi. Trời thì càng ngày bắt đầu càng lạnh hơn. Có hai anh chị kia lạnh thế mà vẫn còn ăn kem mọi người ạ. Đôi vợ chồng. Chung là chịu thôi các bác ạ, bây giờ là 7 giờ 6 phút rồi, anh em chờ cũng
phải 2 tiếng đồng hồ đấy. Vì cô vẫn chưa về. Con Nguyên Đá chắc cũng xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Trời nó sương mù với mưa ướt hết mũ với quần áo rồi. Các bác mua mật ong ủng hộ anh em nhá. Ở đây còn mật ong bạc hà với cả là mật ong khoái thì Cao Nguyên Đá cũng rót ra chai rồi nhưng mà chưa dán được cái tem ấy các bác ạ. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào mọi người.